các cá mập có thể rót gần 1 tỷ đô la Mỹ sát lùng cổ phiếu Việt Nam nếu được nâng hạng, mã nào sẽ hút tiền? Liên quan đến câu chuyện nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, tính đến kỳ đánh giá gần nhất thị trường Việt Nam đã đạt được 7 phần 9 nhóm tiêu chí theo tổ chức xếp hạng STSE. Hai tiêu chí mà Việt Nam chưa đạt yêu cầu, thứ nhất là tiêu chí chu kỳ thanh toán, DVP, được đánh giá hạn chế do quy định phải đảm bảo có đủ tiền trước khi thực hiện giao dịch. Thứ hai là tiêu chí thanh toán chi phí liên quan đến các giao dịch không thành công không được đánh giá. Cập nhật mới nhất, sau khi Bộ Tài chính thông qua thông tư 68-2024-TTBTC, có hiệu lực từ ngày 2 tháng 11 năm 2024, sửa đổi 4 thông tư liên quan đến nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể mua chứng khoán mà không cần có đủ tiền, non pre funding solution NPS, và lộ trình công bố thông tin bằng tiếng Anh, Việt Nam đã tiến gần hơn đến việc đáp ứng hai tiêu chí trên của FTSE. Chứng khoán bảo Việt trong báo cáo gần đây nêu quan điểm cho rằng FTSE sẽ ghi nhận tích cực hơn về quá trình nâng hạng của Việt Nam tại kỳ đánh giá sắp tới vào ngày 8 tháng 10 năm 2024. BVSC kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được xem xét nâng hạng thời gian sớm nhất vào tháng 3 năm 2025 sau khi có những đánh giá cuối cùng về tiêu chí chi phí giao dịch thất bại. Đội ngũ phân tích nhận định việc nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 của FTSE sẽ mở ra cơ hội với các cổ phiếu vốn hóa lớn. Hiện có 3 rổ chỉ số liên quan tới thị trường mới nổi là FTSE Emerging Markets, 22 quỹ sử dụng làm tham chiếu FTSE All-World Index, 28 quỹ sử dụng làm tham chiếu và FTSE Global All, công an phường, 15 quỹ sử dụng làm tham chiếu. BVSC dự phóng một số cổ phiếu vốn hóa lớn dự kiến sẽ được đưa vào các bộ chỉ số trên gồm VCB, VHM, HPG, VIC, VNM, MSN với giá trị mua thêm VCB 113 triệu đô la Mỹ, VHM 116 triệu đô la Mỹ, HPG 159 triệu đô la Mỹ, VIC 99 triệu đô la Mỹ, VNM 124 triệu đô la Mỹ, MSN 97 triệu đô la Mỹ. Đồng quan điểm, nhóm phân tích chứng khoán Mire Asset cho rằng Dòng tiền ngoại chảy vào Việt Nam không những đến từ những quỹ sử dụng chỉ số FTSE Emerging Markets Index làm tham chiếu, mà còn những quỹ khác khi thị trường được nâng hạng. Công ty chứng khoán này tổng hợp một số quỹ ETF sử dụng FTSE Emerging Markets Index làm tham chiếu với tỷ trọng phân bổ 0,6%. Ước tính Việt Nam có thể nhận đầu tư khoảng 516 triệu đô la Mỹ, gần 12.500 tỷ đồng. Mirae Asset kỳ vọng các mã trong danh mục hiện tại của FTSE được hưởng lợi nếu nâng hạng thành công. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có thể gom thêm gần 1,7 triệu cổ phiếu Hòa Phát, HPG, 1,5 triệu cổ phiếu Vingroup, VIX 1,6 triệu cổ phiếu Vinhomes, VHM, 1 triệu cổ phiếu Vinamilk, VNM.